Sáng ngày 10 tháng 10, một số cây xăng ở thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa tối qua đã bán xăng trở lại, trong khi các cây xăng của Petrolimex đông đúc khách chờ mua xăng. Ghi nhận của tuổi trẻ online cho thấy một số cây xăng dọc các cung đường Bạch Đằng, Điện Biên Phủ, Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, Quang Trung, quận Gò Vấp đã bán xăng trở lại. Tuy nhiên, các cây xăng này cũng chỉ duy trì 1 đến 2 trụ bơm hoặc ít hơn so với bình thường, nên khách chờ lâu dẫn đến ùn ứ bên trong cây xăng. Nhiều người dân phải mất từ 5 đến 10 phút mới đến lượt đổ xăng. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, để đảm bảo nguồn cung xăng dầu, Petrolimex Sài Gòn đã huy động 80 xe bồn vận chuyển xăng dầu từ kho về nhập cho tất cả hệ thống cửa hàng bán lẻ của mình trong tối ngày 9 tháng 10 và rạng sáng ngày 10 tháng 10 để tăng cường nguồn cung, bù đắp cho các cửa hàng lân cận đóng cửa hoặc bị gián đoạn nguồn cung cục bộ. Còn tại Bình Dương, ghi nhận sáng ngày 10 tháng 10 của tuổi trẻ online, nhiều cây xăng tại thành phố Thủ Dầu 1, Thuận An ngưng bán hoặc bán xăng dầu với số lượng nhỏ giọt. Các cây xăng này lý giải do hết hàng hoặc chưa kịp nhập hàng, thậm chí có những cây xăng đóng cửa nhiều ngày và thông báo chờ hoàn thiện thủ tục pháp lý. Đại diện Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cho biết sẽ phối hợp với cục quản lý thị trường kiểm tra, xử lý đối với những cây xăng nào còn hàng mà không bán cho người dân.